tiếng pháo hoa hiếu cầu tất nhiên Phật truyền bóng cùng niềm tận Phật tiên đang ở gọi hư không còn ngay ở gọi cõi hồng trần vũ nên nhớ thơ con tu về tam phương thọ tông vườn cầu được tiên đạo tiên con kính cẩn giữ một câu nguyện tâm chung y thân trước tòa vàng trời Phật chứng hai nguyện đăng chúc đề trình lễ tri bân túc tâm thành con nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến bàn đầu về đủ không pha vô nguyện trước cửa thiên đàng tu nhân tín đức con vô thứ năm nguyện muôn dân an lạc nước bình thường và đàn hùng long sau nguyện cầu trốn từ chúng tiên to trả về con thánh được mang con người được tươi con của cho ba tháng hè nó chín tháng đông tai qua nạn khỏi nhiều lành mang hạn điều dữ qua đi chúng ta trung tử giả trí trẻ mạnh khỏe bình an tứ thời được bát tiết kiểu chi đa phúc nai tài tống các tộc ân tiêu xuân đa thác cánh hạ bảo bình an thu tống tam tài đông nghìn bách phúc cầu phúc phúc nai cầu tài tài tới thanh đồng đạo quan chính con ngày hôm nay ơn nhờ tiên thánh ơn nhờ các ngài gia hộ độ trì cho chúng con được đồng khuôn móng ngoan đồng sang móng lịch một chân bước ra ba chân bước vào mở miệng trần đấu mở khẩu trần gương và con có nhân gặp bà có đức nâng đỡ về mọi mặt để
Quan Trần chữ quan nương nhờ cửa điện vì được thăng lương thăng chức đẹp lòng quan trên nên lòng quan dưới một lòng vì đảng hết lòng vì dân các công ty sĩ nghiệp cửa hàng trụ sở nguyện thời được quy những sở cầu thời được thần tâm con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật tiên tiền thánh ra tiên tiền tổ con xin ăn mày công đức quan thầy cùng các thầy pháp văn pháp sư tài quyền tài quế những ghế bốn phủ cùng văn đảng tiếng hát dân thôn bản xã bách gia trăm họ ngày nay đã bớt chút thời gian bằng ngọc về trước cửa Phật tiên tiền thánh tại Ngũ Phúc Hồng Nông Điện. Trước là chúng con xin được cung minh khánh tiệc cùng chúc cho thánh thọ vô cương đạo mẫu trường tồn để nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được quốc thái dân an, vũ thuận phong điều, thiên hạ hòa bình, Phật thánh trường minh, tâm linh thịnh vượng. Sau thì con xin được chọn giờ tốt để vào loan giá phụng hành, ăn nhiều áo thắm bác ghế cha mẹ ngồi, nguyện cầu được ninh đồng hiển bóng, đồng khuôn bóng ngoan, đồng sang bóng nịch. Xong rồi cộng đồng cũng xin cung chúc cho các chư nhân chư gia ngày nay về trước cửa điện tiền dự lễ được thân cung khang thái, mệnh vị bình an, đồng gia chư quyến tặng được pháp thể khang ninh, chúng sinh dị độ bồ đề tăng trưởng để khóa lễ được trang nghiêm, thì cũng là xin mọi người từ bi hỷ xá để chuông điện thoại trong im lặng ở các giá các quan các thầy pháp văn pháp sư sớ trạng tấu trình được án chấp trang nghiêm, xin mọi người hoan hỷ cho cộng đồng ạ. Là A Di Đà Phật ạ. Ân dương tiết hào tâm trí thành con cầu đào cầu bình an quả thực dâng lên tăng trà quả thực dâng lên lòng tin bá thượng chú tiên mẫu cử trùng thiên thiên cung thịnh mẫu đề nhân chúa tiên đơn tặng phong chi thắng sẽ loạn được đồng hương quê đất phủ dày vân ca phương quê nghĩa hương tiên bản nhà đi mẫu cả trần chân nhang thân thở xuống thiên thương mê để tiền thành một tàn tín vô phong cảnh khắc nhân ôn tích viên mang thập phương tích ngược xa dư yên lại chúng tai chứ nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát.
xanh đổi một tiếng hoa thương xin đời. Là thân thư bài xích bao, là thân thư bài lòng trinh không động một vài giá xuân. Trên đàn hải mạng đô nhập tinh nhương ra du tử mẫu đương vô ương ở nội đắp thanh lương chính tâm kỳ tướng nhận chú biết thập phương. Mô hương cũng dặn Bồ Tát Ma Ha Tát, mô hương cũng dặn Bồ Tát Ma Ha Tát, mô hương cũng dặn Bồ Tát Ma Ha Tát. Soạn thánh giá hồi cung để tam thánh tiên nữ văn con kiều mời thành mẫu đệ tam ngọc hồi thần nữ. Phòng kính xuyên sứ kết loan phòng mai tiểu thiết đem lòng gieo oan không xét ngày lan kính xuyên tràng chẳng xét ngày ra và người lớn để lầm than đọa thank you.
hình nhung thay thương vong nha chúc cơ nhiều trong minh chứng đình thương phong tăng cùng vàng kim phụng hoàng công thần thánh chúa thiên trường vương ca phật xã âm từ bi bất chúng sinh phù ngang kim kinh thạch tài hoa và chú đàn nhiên xa bách gia trăm họ hương tử của bản điện đồng gia đình phu thê đôi họ họ Nguyễn chúng con nhất tâm mộ đạo tu tạo đàn tràng tu thiết lễ nghi nhang hoa đăng trả quả thực phủ lưu thành trước kim ngân lễ vật phụ cống mã văn tại ngũ phúc hồng long điện thỉnh thánh mời thầy thanh đồng đạo quan
Họ Nguyễn đại tấu dẫn trình kiền thỉnh pháp sư từ vu ngũ phúc hồng long điện sứ tuyên hành qua phạm thu thiên tiếp giới tiến lễ cung nghinh long vần khánh tiệp phát hành quan điệp thỉnh phật kỳ thiên ký khố tảo quan cung nghinh đình thần tam tứ phủ thiết cúng sơn trang phục cống long trụ tượng mã bát nhã thuyền đồng hình nhân thế đại kỳ an tu phúc sát quỷ trừ tà kỳ an bá thí cô hồn khất kỳ bản điện hưng long khách đáo trùng lai thanh đồng thân cung khang thái bói giỏi tài cao bản hội gia nội dĩ đắc bình an tiền tài vượng tiến công danh sự nghiệp thành đạt tăng diên trường thọ sư lại ông người của ông gia bản trong tay ông trên ông thượng tấu đế đình dưới ông lệ trình thoải phủ ông gia hộ độ trì phương phủ nhất thứ ông gia hộ độ trì quốc thái dân an thiên hạ hòa bình phật thánh trường minh tâm linh được thịnh vượng bản điện ngũ phúc khổng long ngày một thương long đông quan nhang bát ngàn đệ tử nhị thứ ông gia hộ độ trì cho thanh đồng trưởng ngọ nguyễn chúng con được thân cung khang thái bói giỏi tài cao chắc tay hẻo cao tay quyết để cứu dân độ thế cứu khổ độ mê cứu đâu được đấy tam thứ ông gia hộ độ trì cho nhà gia chủ gia lễ họ nguyễn phu thê đôi họ nguyễn chúng con đồng bách gia trăm họ hương tử của bản điện được đắc lễ đắc bái đắc bạc lòng thành được công thành danh toại từ nay dở đi từ chi trí hậu được yên căn yên số yên sổ thiên đình chốn gia trung được thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng già được mạnh khỏe trẻ được bình an bốn mùa được bát tiết thương lòng phúc lai tài tống các độc cung tiêu sở cầu được như ý sở nguyện được tòng tâm các cuốn các tiểu hay ăn chóng lớn viết thạo độc thông bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu tử gặp ông có đức gặp bà có nhân học hành tờ giấy ngọn bút khai thông trí tuệ sau này công danh thành đạt lớn họ dài dòng được nở cành xanh ngon ông gia hộ độ trì cho tay quỳnh tay quế văn đàn trúc thánh bách gia trăm họ về cửa tại ngũ phúc hồng long điện trợ viên tác phúc cho thanh đồng trưởng họ nguyễn đồng gia chủ phu thê đôi họ nguyễn chúng con được từ nay dở đi từ chi chí hậu được sở cầu như ý sở nguyện được tòng tâm người cầu quan được thăng quan kiến chức công ty xí nghiệp tăng chức tăng lương buôn bán địa tiểu thương mại được hanh thông lộc gần tìm ra lộc xa kiếm đến sở cầu được như ý sở nguyện tòng tâm thần đệ tử pháp sư con trăm ngàn vạn mỡ van ông lại vái ông về xe loan trúc chiếu chắc dáng dương đồng an vị ngai vàng thần đệ tử con được tuyên bạch sớ văn na di đà phật lại ông tuân khủng như lai tuân khủng như lai di giáo đệ tử thần thiền hoàng thiền cùng khẻ thủ khấu thủ bạch bái đại vì trần từ tuyên đọc thượng y ngôn phúc di đông khải thánh nam nhạc sáng thần hoàng an dân tê thế chi công uy sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng kỳ tích thanh sử lưu phương viên hữu việt nam quốc hải phòng thành phố đồ sơn quận ngọc xuyên na phường đệ bát tổ lấy vu ngũ phúc hồng long điện sứ cư thượng hùng phật thanh yên cúng thu thiên tiền lễ cung hình long vân khánh tiệc phụng cống ma văn bát thành quan điệp thỉnh phật kỳ thiên thi cố tào quan cung nghinh đình thần tam tứ phủ thiết cúng sơn trang phục cống ma văn sát quỷ trừ tà ba thí cô hồn kỳ bản mệnh gia nội thí ức bình an lộc tài vượng tiến kinh doanh thương mại hanh thông tiền tài vượng tiến công danh sự nghiệp thành đạt tăng diên trường thọ ý sự kim thần mộc âm thanh đồng đạo quan nguyễn đình việt hiệu thanh khương đại tâu dẫn trình đệ tử tín chủ nguyễn văn sơn bản mệnh sinh như quý dậu niên hành canh tam thập nhị tuế thê nguyễn thu thảo bản mệnh sinh như bính tý niên hành canh nhị thập cửu tuế nam tử nguyễn văn minh thành bản mệnh sinh như giáp thì niên hành canh nhất tuế nữ tử nguyễn ngọc hà mi bản mệnh sinh như tân sửu niên hành canh tư tuế tân phụ nguyễn văn thanh thân mẫu trần thị loan hợp đồng gia chư nhân thành tâm tiền cũng nghĩ rằng kim thần mộc ân thanh đồng đạo quan nguyễn đình việt hiệu thanh hương đại tâu dẫn trình các hương tử bản điện hương tử đoàn văn thái đoàn thị linh nguyễn văn thành nguyễn thị phường vũ xuân đại vũ thái ninh bùi việt phường phạm thị xuân nguyễn quang anh phạm trung đức hoàng văn nghĩa nguyễn thị thu nguyễn văn thìn bùi văn xứng bùi thị quyên vũ thị thu hà hoàng thị thu trang nguyễn văn thường phan thị diệu ngô thị thắng ngô văn hùng vũ thị tâm
Ngô Thị Thắng, Trần Quốc Lập, Bùi Thị Hải, Yến Lê Thị Vội, Nguyễn Thị Bích, Hợp Đồng Hương Tử Đặng Cập Tập Phúc Ninh Đường. Các gia đình lễ chủ, gia đình lễ chủ Đàm Trung Ngào, Nguyễn Thị Bích, gia đình lễ chủ Vũ Xuân Thắng, Nguyễn Thị Bình, gia đình lễ chủ Trần Văn Tú, Lưu Thị Đông, gia đình lễ chủ Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thu Thảo, gia đình lễ chủ Lê Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Vội, gia đình lễ chủ Đỗ Thị Vũ Văn Thịnh, Đỗ Thị Ngọc, gia đình lễ chủ Nguyễn Duy Quynh, Trịnh Thị Hồng Tranh, gia đình lễ chủ Trần Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu, gia đình lễ chủ Nguyễn Duy Bảo, Quy Thị Tuyết Mai, gia đình lễ chủ Vũ Văn Hiếu, Tức Hiểu, Đinh Thị Quý Phượng, gia đình lễ chủ Phạm Trung Đức, Vũ Thị Tươi, gia đình lễ chủ Nguyễn Thị Văn Tiệp, Nguyễn Thị Hương, gia đình lễ chủ Ông Sinh Ông, Nguyễn Thị Thu, gia đình lễ chủ Nguyễn Quang Anh, Đỗ Thu Huyền, gia đình lễ chủ Vũ Thái Ninh, Nguyễn Thị Vân Anh, gia đình lễ chủ Đoàn Văn Thái, Nguyễn Anh Quân Ga, gia đình lễ chủ Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Phượng, gia đình lễ chủ Phạm Văn Nghiêm, Hoàng Thị Nhuần, gia đình lễ chủ Đoàn Thị Linh, gia đình lễ chủ Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lanh, gia đình lễ chủ Di Viên, Nguyễn Thị Hường, gia đình nhà lễ chủ Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Thị Trang, gia đình lễ chủ Bùi Đức Dần, Võ Thị Tố Vân, gia đình lễ chủ Đồng Văn Dũng, Nguyễn Thị Loan, gia đình lễ chủ Đinh Đình Hưng, gia đình lễ chủ Bùi Thị Lan, gia đình lễ chủ Đỗ Văn Giáo, Đinh Thị Xíu, gia đình lễ chủ Ngô Thị Thơm, gia đình lễ chủ Đỗ Văn Cường, Nguyễn Thị Huyền Trang, gia đình lễ chủ Hoàng Quốc Tiệp, Lưu Thị Quyên, gia đình lễ chủ Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Vân, gia đình lễ chủ Nguyễn Dương Cường, Hoàng Thị Hường, gia đình lễ chủ Ngô Thị Thắng, gia đình lễ chủ Bùi Thị Hải Yến, gia đình lễ chủ Hoàng Đình Tuấn, Cao Thị Ngọc Hương, gia đình lễ chủ Phạm Văn Long, Phạm Thị Liên Hoa, gia đình lễ chủ Phan Văn Đội, Nguyễn Thị Tuyên, gia đình lễ chủ Vũ Thị Thu Hà, gia đình lễ chủ Đoàn Dương Học, Ngô Thị Thầm, gia đình lễ chủ Phạm Xuân Trung, Hoàng Thị Yến, gia đình lễ chủ Hoàng Văn Nghĩa, Bùi Thị Hoa, gia đình lễ chủ Đặng Thành An, gia đình lễ chủ Bùi Văn Xứng, Ngô Thị Anh, gia đình lễ chủ Nguyễn Văn Thìn, Trần Thị Hoa, gia đình lễ chủ Trần Văn Phượng, Bùi Thị Quyên, gia đình lễ chủ Ngô Văn Hùng, Vũ Thị Tâm, gia đình lễ chủ Nguyễn Văn Thương, Nghiêm Thị Hải Linh, gia đình lễ chủ Vũ Xuân Đại, Vũ Bùi Xuân Minh, gia đình lễ chủ Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Luân, gia đình lễ chủ Hợp Đồng Các Chư Thanh Đồng Đạo, Quan Linh Ghế Gần Xa, Bách Gia Trăm Mò, Hương Tử Bản Điện, Thành Tâm Tiên Cũng Nghĩ Đặng Tức Nhật Hướng Đăng Long Nhan, Phủ Giám Quỳ Tâm Ngô Niệm, Thần Đảng Sinh Cư Thiện Đạo, Hành Lại Thánh Môn Phi Sinh, Thành Tô Lẫm Phu Thiên Tư Nhiên, Toàn Bằng Phu Thánh Lực, Cà Phi Khấu Đảo, Hạt Đắc Can Ninh, Do Thị Kim Nguyệt, Các Nhật Tu Thiết Lễ Nghi Hương Hoa, Quả Phẩm Mã Mạo Tim Ngân, Cần Vụ Sớ Văn Tiền Thân Thượng Tấu, Nam Mô Đô Đàn Giáo Chủ Trinh Pháp Minh Vương, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, Hồng Liên Tòa Hà Cung Vi Trần Kiều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Cương Tối Linh Vạn Thế Phúc Hồng Phúc Thần Ngọc Bệ Hạ Trần Kiều Hiển Thánh Vương Phụ Vương Mẫu Vương Nữ Vương Thế Vương Tôn Phu Nhân Gia Phong Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Trần Kiều Chư Vị Đức Công Thượng Đẳng Tối Linh Tôn Thần Điền Hạ Trần Kiều Tả Văn Quan Hữu Hoa Tướng Thủy Bộ Bách Quan Ngũ Lôi Thần Tướng Ngũ Hổ Đại Thần Vị Tiền Cúng Ngọc Hồng Từ Doãn Kim Sở Tấu Phục Nguyện Đại Vương Nguy Nguy Thánh Đức Đáng Đáng Thần Công Ngộ Quốc Cứu Dân Trừ Tà Phủ Chính Cận Giả Thuyết Viên Giả Lai Từ Đông Từ Tây Từ Nam Từ Bắc Quốc Hữu Từ Giao Từ Nhi Xuân Nhi Hạ Nhi Thu Nhi Đông Trấn Cổ Như Tư Phủ Thành Chất Thiên Về Kim Chắc Phúc Khoản Trọng Đồng Tình Đáng Thần Hà Tình Vô Nhẫn Kích Tiết Bình Duyên Chi Trí Cẩn Sớ Thiên Vạn Giáp Thì Niên Thu Thiên Cửu Nguyệt Cát Nhật Lương Thời Thần đệ tử đại vì các hương tử khấu thủ mà nam thượng thới. Nhịp bùi trầm sinh phi châu hai chú trầm sinh cửa nhà phương phi hiển vinh đời người phi cho vinh mạnh vui. Hà hút chú phi chuyển ngang hà hút chú phi cảm phiền chư tư
chúc mừng thằng ông về tu tôn lên trình. Khen bàn thưởng ha, đầu xanh tuổi trẻ bút nghiêng anh phiền tuổi chuẩn ha, ông án chấp trang nghiêm quân đi hòa vạn pháp đấu biểu quang vật tuyên kinh ha, ông cho hoàng dương thánh đạo cái mãn bóng xế chiều được cao hòa tráng đại ha, ông bán khen bàn thưởng, thủ nhang bản điện vững ghế gần xa bách gia trầm ngộ nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành, ngày nay về đây dự lễ ông cho ra nuôi sau nuôi gót trở ra về thì nhà nào phúc ấy cầu phúc phúc nay cầu tài tài tới hả, thừa lệnh vương phụ vương mẫu vương phu nhân hội đồng trần triều hiển thánh nhà ta thu chấp kim ngân tài mã chứng quả lòng thành cho phu thê hai nhà họ Nguyễn hả, từ nay trở đi từ chi hướng hậu thay son đổi số thay số đổi vận hả, lệnh truyền tả quan văn hữu võ tướng niêm phòng sớ trạng cung nào tiễn về sở ấy hả. Giá hồi cung hoa đi thần tiên cô đến nhất nơi đất mà hương ngào thất nơi trầm mong thánh giá hồi cung tên gọi đèo vương vương tối Chúa tỉnh và yên xưa nay sáng như